Xin chào mọi người, đây là thị trấn Đức An, trung tâm hành chính của huyện Đắk Song. Lô đất hôm nay mình giới thiệu thì cách trung tâm thị trấn 300m và cách quốc lộ 14 60m. Cây cối ở trong vườn thì rất là đẹp, quang cảnh ở đây thì cực kỳ mát mẻ. Ngoài vườn tiêu mọi người đang nhìn này thì phía bên trên lô đất của mình, liền danh với đất của mình thì cũng có một ngôi nhà. Ngôi nhà đấy của mình thì có 10m mặt tiền đường bê tông, cách quốc lộ 60m. Và đã có 200m² thổ cư. Tổng diện tích của mình là 1,3 hecta, cả nhà cả đất, sổ sách pháp lý rõ ràng. Trên đất của mình thì kèm theo nhiều cây ăn trái như bơ 034, thanh long. Ngoài ra thì còn có hồng xiêm này, cherry này, cam, dừa, trà rà này và đủ thứ cây khác nha mọi người. Cái nguồn nước chính của mình ở đây thì là ở trên nhà thì là có giếng khoan, còn ở dưới này thì là có một cái ao nước. Toàn bộ chất đất ở trong vườn của mình thì đều là đất đỏ ba gian tơi xốp, không có viên sỏi đá nào. Về số lượng cây ở trong vườn của mình ấy, thì cây hồ tiêu là cây chiếm ưu thế nhất với 450 cây đang được thu chính, 200 cây cà phê cũng được thu chính, 140 cây bơ 034 nha mọi người. Và cau như mọi người đang nhìn này thì là có 200 cây trồng một năm thứ tư. Ngoài ra thì mình có thêm 400 cây mai năm thứ ba nữa. Thế đất của mình thì bằng đẹp. Lô đất này của mình thì ở trong vườn ấy là đã có những cái ống nước mà chủ nhà đã để cắm sẵn ở đấy rồi. Nên là bây giờ mình chỉ cần kéo vòi và là tưới nha mọi người. Ở cứ cách khoảng vài mét thì sẽ có một vài ống nước cặp chôn sẵn ở dưới đất. Bây giờ thì mình sẽ lên mình quay sơ ngôi nhà cho mọi người xem. Đây là phần phía trước của ngôi nhà của mình, 10 mét bê tông. Dân cư thì là tập trung xung quanh nha mọi người. Ngôi nhà này của mình thì tương đối nhỏ nhưng mà nếu như ở 2-3 người thì vẫn được. Đã có 200m² thổ cư rồi. Bên trên này có thêm một cái gác xếp rất là rộng. Phía sau thì là nhà tắm và nhà vệ sinh riêng biệt nha mọi người. Sân lô đất này thì cũng rất là rộng, đủ để cho mọi người phơi phóng nông sản hoặc là để xe. Phía dưới của mình thì lại có một chuồng nuôi chim. Hồi trước ấy thì ở đây là chủ nhà nuôi gà số lượng lớn nha mọi người, nên là chuồng trại vẫn còn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ quay ở bên trên và mình quay dân cư cho mọi người xem, rồi sau đó mình sẽ vẽ hình đất. Đây là trung tâm thị trấn Đức An, mọi người có thể nhìn rõ được các cơ sở hành chính như là ủy ban, trường học. Ủy ban và trường học đấy thì cách đây có 300m thôi nha mọi người. Lô đất này của mình thì nằm tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, nằm giáp thị trấn Đức An. Cái lô đất này thì mình thấy rất là tiềm năng. Tại vì là sau này khi mà thị trấn mở rộng ấy, thì có thể lô đất này của mình thì sẽ được quy hoạch hết vào thị trấn nha mọi người. Đây là cái hình đất của mình nha mọi người. Hình đất nào của mình là còn nữa nhá, nhưng mà tại vì hôm nay mình quay, mình không nghĩ là cái vườn của mình ở phía bên dưới vẫn là còn cái vườn đẹp đấy. Nên là mình chỉ quay không hết ở phía bên trên này. Bên dưới của mình là 250 cây cà phê đã nha mọi người. Dân cư ở đây thì tập trung rất là đông rồi. Ngay hướng trước mặt của mọi người kia là ở chỗ ngoài trung tâm của xã Nam Bình. Theo như mình thấy thì lô đất này phù hợp với những ai mà muốn ở gần thị trấn thì mình nghĩ là lô này rất là phù hợp. Tại vì đã có nhà ở sẵn, phía sau của mình thì là có vườn đẹp. Cái chất đất ở đây là đất đỏ ba gian nha mọi người, nên là trồng cây gì cũng rất là tốt. Cây tiêu mọi người có thể nhìn thấy này, rất là sai. Số lượng cây ở trong vườn thì lát nữa mình sẽ nhắc lại một lần nữa cho mọi người. Vị trí lô đất của mình là nằm tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cách trung tâm thị trấn có 300m thôi nha mọi người. Lô đất này của mình thì cách quốc lộ 14 60m. Riêng cái mặt tiền đường bê tông của mình là được 10m và mình đã có 200m² thổ cư. Tổng diện tích là 1,2 hecta nha mọi người, sổ sách pháp lý rõ ràng. Trong vườn thì cây ăn trái đủ loại. Mình nhắc lại một số thông tin về cây cối ở trong vườn cho mọi người nhé. Riêng về cây tiêu ấy, thì là mình có 450 trụ và 250 cây cà phê. Tất cả thì đã ở trong lứa tuổi thu hoạch. Bơ 034 của mình thì có 140 cây, cũng đang ở trong tuổi thu chính. Mình có 200 cây cau năm thứ tư rồi, 400 cây mai năm thứ ba. Hồng xiêm, cherry, cam, dừa, bưởi. Nói chung là cây ăn trái thì mỗi loại một ít nha mọi người, rất là nhiều. Tại vì chủ nhà người ta ở trực tiếp ở đây luôn. Ở phía bên trên ngôi nhà của mình thì là có 200m² thổ cư, 10m mặt tiền đường bê tông, điện nước đầy đủ. Trên đấy thì đã có giếng khoan là nước sinh hoạt, nhà tắm và nhà vệ sinh thì là riêng biệt.
Riêng ở phía bên dưới này của mình thì là có một cái ao nước phục vụ cho việc tưới tiêu, quanh năm không bao giờ hết nước. Thế đất thì bằng đẹp. Lô đất này thì mình thấy như nếu như mọi người mà ở đây thì mọi người chỉ mất khoảng 5 phút đi xe là mình sẽ đi vào đến chợ của thị trấn. Cũng như là mình tiếp cận được mọi tiện ích như là trường cấp 2, cấp 3, cấp 1, trung tâm hành chính của huyện này, hay là ủy ban nhân dân của xã Nam Bình này. Tại vì ủy ban của xã Nam Bình cách đây cũng rất là gần. Bách Hóa Xanh thì mọi người đi sang hai bên thì đều có nhé. Tại vì ở bên xã Nam Bình cũng có Bách Hóa Xanh, nằm ngay trên quốc lộ 14 luôn. Khí hậu ở Đắk Nông thì rất là mát mẻ. Nhiệt độ ở đây thì nó chỉ chênh nhau so với Đà Lạt khoảng từ 2 đến 3 độ C thôi. Ở Đắk Nông thì mát mẻ quanh năm nha mọi người. Đây là lô đất số 514 của mình. Vừa rồi thì mình đã cung cấp đầy đủ thông tin của lô đất cho mọi người rồi. Mọi người xem video thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Sổ lô đất thì mình sẽ để ở cuối video cho mọi người. Nếu như cảm thấy ai phù hợp với lô đất này thì có thể liên lạc trực tiếp với mình qua hai số điện thoại ở góc bên phải màn hình. Trước tiên thì mình sẽ quay cái vườn trước. Khi nào mà hết cái vườn này thì mình sẽ lên nhà và mình quay ngôi nhà cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mọi người tiếp tục xem video của mình nhé, phần sau của lô đất còn rất là dài.